An vừa có dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhằm thực hiện luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Trong đó thì nội dung liên quan đến trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đọc thông tin về một số quy định dự kiến về trừ điểm giấy phép lái xe, anh Hùng lái xe tuyến cố định Ninh Bình Vĩnh Yên khá lo lắng. Chẳng hạn, hành vi đi sai làn, hành vi điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí điện tử tự động không dừng, đi vào làn đường dành cho phí tự động, hoặc dừng đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông đã bị trừ 2 điểm, trong khi tổng số điểm của giấy phép lái xe chỉ có 12 điểm. Hơi cao một chút thì anh em lái xe. Thứ nhất là bây giờ là anh em có cái bằng lái xe đi làm thì bây giờ bị giữ bằng lái xe trong 12 tháng thì anh em không có bằng lái đi làm. Theo dự thảo, bằng lái sẽ được phục hồi toàn bộ điểm nếu thỏa mãn 2 điều kiện, điểm chưa bị trừ hết và trong vòng 12 tháng không bị trừ điểm nào. Nhiều ý kiến cho rằng đây sẽ là thách thức đối với các doanh nghiệp vận tải. Ngoài cái việc hiện nay chúng tôi đang bị hai cái hình thức, ngoài cái việc xử lý chế tài đối với lái xe, còn xử lý chế tài đối với doanh nghiệp. Thế thì bản chất doanh nghiệp đã hàng ngày đã phải vận hành một cái doanh nghiệp của mình kinh doanh, đã phải kiểm soát lái xe, đấy, giáo dục, giám sát lái xe. Đấy. Ngoài ra nếu vi phạm thì chúng tôi đã phải nộp phạt rồi. Mà nếu đưa cái hình thức này vào thì tôi cho rằng là đối với một vài cá nhân thì được. Không bao giờ xử lý hai hình phạt một lúc cả. Chỉ chọn một trong hai, chọn điều kiện tăng nặng để giáo dục. Mặt khác, việc trừ điểm giấy phép lái xe đối với những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông là giải pháp giáo dục hữu hiệu đối với các tài xế, khắc phục được những nhược điểm của biện pháp xử phạt bấm lỗ, thu giữ giấy phép lái xe trước đây. Không biết là anh giàu nghèo như thế nào, nhưng mà phải trừ điểm giống nhau. Và như anh giàu bao nhiêu chăng nữa thì bị trừ hết điểm, thì giấy phép lái xe cũng hết hiệu lực và cũng không được lái xe. Đấy, như thế là cái đây là một cái giải pháp rất hay mà rất tốt, tuyệt vời, có thể tác động đến cái ý thức của người lái xe. Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm. Đây là khoản 2, điều 58 quy định rõ đấy. Chính cái đấy nó mới là cái khuyến cáo cho cái ý thức chấp hành giao thông tốt lên. Nghị định có hiệu lực chắc chắn sẽ có tác động mạnh tới ý thức và hành vi của người tham gia giao thông. Nếu ai chưa thực sự có ý thức sẽ bị trừ hết điểm và giấy phép lái xe không còn hiệu lực, phải học và thi lại giấy phép lái xe. Chủ đầu tư dự án, khi thi công hoàn thiện dự án đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, cố gắng phải gìn giữ, không làm ảnh hưởng các công trình di tích lịch sử văn hóa, tạo cảnh quan cho tuyến đường được xanh, sạch đẹp, chào đón du khách đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nút giao Phan Thúc Duyện và Trần Quốc Hoàng luôn là nỗi ám ảnh của người dân suốt thời gian qua do thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Việc hoàn thành hầm chui nút giao tại khu vực này sẽ giúp cho người dân đi lại được thuận tiện hơn. Và dự kiến là cuối năm 2024, khi mà dự án được hoàn thiện, sẽ là rút ngắn thời gian từ khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi ra cửa ngõ phía Tây thành phố, cũng như là nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, rạng sáng nay tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, nửa quả đồi sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn một homestay không phép, khiến 4 người thương vong. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng cùng ngày tại homestay Mando, bản Tà Xùa, xã Tà Xùa. Khu vực trượt dài hàng trăm mét với khoảng 50.000 mét khối đất đá từ trên đỉnh núi xuống cắt qua tuyến tỉnh lộ 112, vùi lấp một nhà hàng và homestay phía dưới, làm chủ cửa hàng tử vong, con của nạn nhân bị thương phải đi cấp cứu và hai người bị thương nhẹ là chồng của nạn nhân và người dân đi qua đường. Hiện giao thông bị ách tắc, không thể di chuyển qua vị trí này. Khung cảnh đó đấy là đất nó cả cột điện là nó đổ ập xuống cả bên bungalow với cả bên bếp ạ. Là đổ ụp xuống và còn bên khu dưới thì là đất nó trôi hẳn xuống phía dưới đường tránh luôn nhá. Khi có hàng xóm ở đầu dưới chạy lên thì có hô hào gọi là cứu với thì nhà tôi có chạy xuống là cứu hô hào. Lúc đấy có hàng xóm là cùng nhau bê nước để dập lửa cháy để bên nhà bị nạn. Thì chúng tôi có cứu được bé gái ra là đưa đi vào trạm xá để sơ cứu trước, xong còn mọi người ở lại dập lửa. Những ngày gần đây, trước diễn biến mưa lớn có nguy cơ sạt lở ở các vùng núi, huyện Bắc Yên đã tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, yêu cầu chủ homestay ký cam kết không lưu trú trong cơ sở, nhưng vẫn có người cố tình ngủ lại. Homestay này không được cấp phép, huyện đã yêu cầu tháo dỡ rất nhiều lần, tuy nhiên chủ home vẫn chưa tháo dỡ.
Liên quan vụ đường vành đai phía Tây bị sạt lở mà truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh, chủ đầu tư cho biết những bức xúc của cử tri là đúng. Trước mắt đơn vị sẽ lắp camera theo dõi và sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra. Cơ quan chức năng sẽ lắp 2 camera để theo dõi sạt lở ta luy dương đoạn qua xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Tại các vị trí sạt lở, mặt đường nhựa sẽ được đổ bê tông. Lúc mưa lớn, nhà thầu cử người túc trực phân luồng giao thông, xử lý lượng đất đá trôi xuống để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Dự án đường vành đai phía Tây Đà Nẵng dài 19 km, có số vốn gần 1.500 tỷ đồng. Từ khi khởi công, công trình đã bị người dân phản ứng vì chậm tiến độ nhiều năm. Tháng 5 năm nay, dự án hoàn thành thì lại xảy ra sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa, nhưng các quốc lộ huyết mạch nối tỉnh lỵ Tam Kỳ với các huyện miền núi và Tây Nguyên vẫn chi chít ổ trâu ổ gà. Thực trạng này đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, sạt lở, gây ách tắc giao thông trong mùa mưa bão sắp tới. Đây là đoạn tuyến quốc lộ 40B từ huyện Tiên Phước đi qua Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My. Gọi là quốc lộ nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, mặt đường xuống cấp, chi chít ổ trâu, ổ gà. Nhiều chỗ có khúc cua cùi trỏ là nỗi ám ảnh đối với các chủ phương tiện. Mùa nắng mịt mù khói bụi, ngày mưa lầy lội. Vẫn biết hiểm nguy nhưng đây là tuyến đường chính lên phía Tây Quảng Nam và Kon Tum nên người dân vẫn phải lưu thông. Từ xưa đến giờ thì tuyến đường đã bị xuống cấp với là đường hẹp. Mà cái lưu lượng giao thông thì càng ngày càng nhiều hay là cũng ảnh hưởng tới cái cuộc sống của bà con rất nhiều. Trời thì nắng thì bụi có nhiều lúc mà xe tải họ chạy qua là mình không thấy đường đi luôn á. Còn mà trời mà mưa thì nó trơn xì dễ tái lắm. Nên là chị cũng thấy bà con ở đây rất là khó khăn. Thứ nhất là vì đi lạ. Hơn nữa là cái môi trường nó rất là ô nhiễm, bụi bặm rất là nhiều. Ngoài tuyến 40B thì một số quốc lộ như 14B, 14D, 14H, 14E cũng xuống cấp nghiêm trọng. Bộ Giao thông Vận tải đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa, nhưng thi công ì ạch và chắp vá nên vẫn nhạp nhở. Mong muốn Quốc hội cũng chính phủ đó, làm sao quan tâm đến mở cái hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến 40B để thông suốt từ Tâm Kỳ qua Luân Công Tâm, để hình thành đây một cái tuyến nó thông suốt, xuyên suốt từ tỉnh này qua tỉnh kia. Có như vậy thì mình mới phục vụ cho cái việc đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp cũng như người dân, cũng như cái việc tạo điều kiện cho người khách du lịch họ đến tham quan trên cái huyện Nam Trà My này. Quảng Nam nằm ở vị trí chiến lược kết nối liên vùng từ miền Trung lên Tây Nguyên với nhiều lợi thế để phát triển logistics. Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ nên sự giao thương vẫn còn khó khăn. Trong quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt, một trong những vấn đề được ưu tiên là phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông để làm đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội phía Tây tỉnh này. Tuy nhiên, câu chuyện lấy tiền đâu ra để đầu tư thì vẫn còn bỏ ngỏ.